Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc Giuđa trong thời vua Herodê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herodê bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ Herodê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herodê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Suy niệm: Các nhà đạo sĩ trong bài tin mừng hôm nay đã để lại cho chúng ta một bài học rất quý giá. Đó là bài học về niềm tin. Nếu đặt câu hỏi thế nào là đức tin thì rất khó giải đáp, hoặc chỉ có thể nhận được một định nghĩa trừu tượng. Nhưng nếu đặt câu hỏi cách khác, người có đức tin thường có thái độ nào, thì có thể trả lời khá dễ dàng và câu trả lời sẽ trở nên cụ thể. Cuộc hành trình của các đạo sĩ tới Bethlehem minh họa rất rõ thái độ đức tin đó: khao khát và tìm kiếm. Thời Chúa Giêsu Giáng sinh, trong khi mọi người xa gần đều lãnh đạm, mãi miết với công việc của mình, thì chỉ có các nhà đạo sĩ có lòng khao khát và chờ đợi đấng cứu thế. Thái độ của các đạo sĩ trái ngược hẳn với thái độ của Herodê. Ông này mãi mê theo đuổi giàu sang và quyền lực. Đấng cứu thế sinh ra cách Jerusalem không xa, nhưng ông chẳng hay biết gì. Trong sách thánh có lời sấm về đấng cứu thế, nhưng ông không đọc. Đến khi sự việc xảy ra thì ông mới vội triệu tập các giáo trưởng và luật sĩ để dò hỏi. Bài học đầu tiên có thể rút ra là: không khao khát thì không bao giờ được đáp ứng, không tìm thì không bao giờ thấy. Lên đường thực hiện cuộc tìm kiếm. Nguyên khao khát chưa đủ, khao khát mà ngồi yên để chờ thì không phải là khao khát thực. Các đạo sĩ không ngồi chờ thụ động. Thấy ánh sao lạ, họ quyết tâm lên đường ngay để thực hiện cuộc tìm kiếm. Trái lại, các giáo trưởng và các luật sĩ biết rất rõ lời sấm, biết cả địa điểm đấng cứu tinh sẽ sinh ra. Địa điểm ấy lại rất gần, nhưng họ đâu có lên đường. Sự tương phản giữa hai thái độ trên cho thấy đức tin không phải là một ước mơ lãng mạn, một nhận thức suông. Trái lại, tin là hành động, là thực hiện.
không bỏ cuộc khi gặp thử thách. Trong suốt hành trình, các đạo sĩ đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, nhưng thử thách lớn nhất đối với họ xảy ra khi ngôi sao dẫn đường biến mất. Dầu vậy, họ không nản lòng, cứ tiếp tục lên đường và lòng kiên trì đã đưa họ tới đích. Như vậy, con đường đức tin đòi hỏi sự trung kiên. Nhận ra Thiên Chúa qua tấm màn che lấp Ngài. Khi tới bên máng cỏ, các đạo sĩ chỉ thấy một trẻ sơ sinh. Họ đi tìm một Thiên Chúa vinh quang, nhưng chỉ gặp một hài nhi nghèo khó. Họ tưởng sẽ gặp được một vị ấu nhi nằm trên giường vàng nệm bạc, nhưng chỉ thấy một hài nhi được đặt nằm trong máng cỏ, trong một hang bò lừa cô tịch giá lạnh giữa mùa đông. Họ tưởng rằng sẽ gặp được một ông hoàng bà chúa bên cạnh đức vua, nhưng chỉ thấy hai ông bà nhà quê nghèo khó. Nhưng họ được thánh thần soi sáng nên đã nhận ra đó chính là con Thiên Chúa, và họ quỳ xuống, sụp lạy, rồi mở bảo tráp ra, dâng cho Ngài những lễ vật. Những lễ vật này chỉ dành để dâng tiến cho các bậc quân vương. Đây chính là thực chất của đức tin. Tin không phải là nhìn thấy bằng con mắt thể xác, nhưng bằng đôi mắt tâm hồn. Để cho cuộc đời biến đổi. Sau khi ở Bethlehem về, các đạo sĩ đã sống một cuộc đời mới. Đời họ đã chuyển sang một hướng khác. Cuộc gặp gỡ với hài nhi ở Bethlehem đã đánh dấu một bước ngoặt vừa bất ngờ vừa triệt để. Nếu không có cuộc đổi đời kèm theo cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, thì tin chỉ là một thái độ tài tử, một chuyện huyền hoặc, chứ không phải là một niềm tin xác tín đưa tới phó thác và dấn thân. Những thái độ nói trên không thể thiếu nơi người có và sống đức tin. Trong một chuyến đến thăm ngôi trường khiếm thị duy nhất của thành phố, tôi chạnh lòng nhìn cảnh một số em quờ quạc với chiếc gậy trên tay. Có em lại bám vào vai bạn và cả hai cùng lần bước. Còn đến khi vào lớp, các em lại cần mẫn dùng những ngón tay nhỏ bé gầy guộc để đọc từng dòng chữ Braille trên trang giấy nổi. Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một em bé có đeo một mẫu ảnh thánh giá nho nhỏ trên ngực áo. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được biết. Em kể rằng, trước khi vào trường này, mẹ em đã đeo cây thánh giá này cho em và bảo, đèn của thân thể người ta là đôi mắt, còn với con thì thánh giá sẽ là cây đèn cho con đấy. Tôi ân cần hỏi em, thế em có thấy vui không? Em bé ngước nhìn lên với đôi mắt đục mờ, trả lời ngay, có chứ anh. Em đã mất đôi mắt của thân thể, nhưng thật sự thì đôi mắt của tâm hồn em vẫn sáng. Nghe câu trả lời quả quyết ấy, tôi giật mình tự nhủ, con mắt của tâm hồn mình có còn sáng hay đã tắt ngủm rồi nhỉ? Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.